Kinh tế khó khăn, Mazda CX-5 vẫn có doanh số khủng, hủy diệt các đối thủ trong phân khúc. Thị trường ô tô Việt Nam đang trong giai đoạn ảm đạm hơn bao giờ hết. Hàng loạt mẫu xe giảm giá, khuyến mại đến vài trăm triệu đồng, nhưng cũng không có doanh số khả quan. Thế nhưng, trong phân khúc CSUV có giá bán gần 1 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam, Mazda CX-5 vẫn tạo nên kỳ tích với doanh số khủng và leo lên top 2 mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam trong tháng 7 vừa qua. Trong phân khúc CSUV, chỉ có một mình Mazda CX-5 lọt top 10 mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam. Việc Mazda CX-5 có doanh số ấn tượng như vậy phải kể đến việc Taco chính thức ra mắt CX-5 mới ngay trong đầu tháng 7 vừa qua, với giá bán vô cùng hấp dẫn so với các đối thủ trong phân khúc. Ngoài ra, việc chuẩn bị ra mắt bản mới thì bản cũ cũng được khuyến mại khủng để dọn kho, cũng giúp doanh số trong tháng 7 của Mazda CX-5 tăng cao đột biến. Cộng hai yếu tố trên, Mazda CX-5 trong tháng 7 đạt doanh số 1.665 xe, cao hơn 400 xe so với tháng 6. Cộng dồn 7 tháng đầu năm, Mazda CX-5 có doanh số là 7.088 xe. Ngó sang các đối thủ đáng gờm nhất trong cùng phân khúc, Kia Sportage bán chỉ 126 xe trong tháng 7, cộng dồn 7 tháng đầu năm 2023, mẫu xe này đạt 1.442 xe, tức không bằng doanh số chỉ trong tháng 7 của Mazda CX-5. Một mẫu xe đến từ Hàn Quốc khác là Hyundai Tucson. Mẫu xe này có doanh số chỉ 259 xe trong tháng 7 vừa qua. Doanh số cộng dồn 7 tháng đầu năm đạt 1.828 xe, khá khiêm tốn so với đối thủ đến từ Nhật Bản. Ford Territory chính là mẫu xe có doanh số bám sát Mazda CX-5 nhất nhưng vẫn còn cách khá xa dù đang được khuyến mại khá hấp dẫn. Tháng 7, Ford Việt Nam bán được 686 xe Territory và doanh số cộng dồn hiện đạt 4.159 xe. Một cái tên đến từ Nhật Bản cũng nằm trong phân khúc này là Mitsubishi Outlander. Tháng 7, doanh số của mẫu xe này là 191 xe, cao hơn Sportage và thấp hơn hai đối thủ còn lại. Cộng dồn 7 tháng đầu năm, Outlander hiện đang có doanh số là 1.208 xe. Nhắc đến phân khúc này mà không nói đến Honda CR-V thật là thiếu sót. Mẫu SUV 5+2 chỗ ngồi hiện đang được khuyến mại lên đến hơn 200 triệu đồng cho mỗi xe. Trong tháng 7 vừa qua, Honda Việt Nam bán được 467 xe ra thị trường. Điều này giúp doanh số cộng dồn 7 tháng đầu năm của CR-V đạt 2.491 xe. Trong thời gian tới, phân khúc này sẽ có thêm đối thủ đến từ Trung Quốc là Havan H6 Hybrid, nhưng nhiều khả năng không có doanh số ấn tượng để đủ cạnh tranh với các mẫu xe trên. Riêng với Mazda CX-5, việc phiên bản nâng cấp giữa vòng đời vừa qua được bổ sung thêm hàng loạt công nghệ an toàn, hỗ trợ người lái, nhưng giá bán lại giảm sâu, chắc chắn sẽ giúp mẫu xe này tiếp tục giữ vững ngôi vương trong phân khúc CSUV tại Việt Nam. Có lẽ chúng ta phải chờ đến cuối năm nay khi Honda CR-V hoàn toàn mới được giới thiệu và bán ra thị trường Việt Nam để xem liệu có đủ sức cạnh tranh với Mazda CX-5 hay không. Chứ những mẫu xe khác còn lại trong phân khúc này xem ra rất khó để tạo nên sự đột biến. Cận cảnh ngoại thất của một chiếc Mazda CX-5 2023 mới ra mắt tại thị trường Việt Nam này. Em này thì của một bác ở hầm nhà mình này. Ngoại thất màu trắng và có rất nhiều các chi tiết mới ở ngoại thất mà anh em nào bảo là không có điểm mới nào thì hôm nay thì mình sẽ quay cho các bạn xem nhé. Em này thì có lưới tản nhiệt kiểu mới được sơn đen này. Đó, không biết ở đây là phiên bản gì, có lưới tản nhiệt được sơn đen. Với CX-5 đời mới thì nghe đâu có gói sport với nhiều chi tiết làm từ màu đen, thì đây không phải là gói sport anh em ạ. Đó, phần đầu này có lưới tản nhiệt sơn đen, vẫn có cái khung kim loại ở phía dưới này. Cụm đèn pha thiết kế mới, trong đó đèn định vị là hai dải led hình móc câu như trên đèn NGI của BMW đấy anh em. Vẫn sử dụng bóng bi led các bạn nhé. Đó, thiết kế liền khối với phần lưới tản nhiệt. Cái cản trước nó cũng được làm mới so với đời cũ này anh em này. Đó, và trên Mazda CX-5 2023 các bạn sẽ thấy là không có đèn gầm các bạn nhé, không có đèn gầm luôn. Có cảm biến ở phía trước. Phiên bản này thì cũng có camera trước trong hệ thống camera 360 gắn phía dưới cái logo của Mazda này. Nó hơi tối anh em thông cảm nhé. Đây chính là cái phần đầu của chiếc Mazda CX-5 đời 2023 của một bác mới mua ở hầm nhà mình luôn. Đây các bạn nhìn phần đầu xe này. Thiết kế khá ấn tượng, mình đánh giá khá cao cái phần đầu của chiếc Mazda CX-5 2023. Đây là ngoại thất màu trắng và tương phản với các chi tiết màu đen. Em này cũng có bộ mâm mới, các bạn chờ một chút thì mình sẽ quay cho các bạn xem. Nhưng trước tiên chúng ta sẽ ra phần sau, ngắm cái phần đuôi xem nó có những gì khác biệt các bạn nhé. Đây chính là phần đuôi của chiếc Mazda CX-5 đời 2023. Đó. Đây cũng là một phiên bản cao đấy chứ các bạn. Cản sau với cái trục ống xả kép đặt đối xứng hai bên, tuy nhiên là ống xả giả thôi các bạn nhé. Đây là phiên bản Sky Active G Premium anh em ạ, phiên bản Premium.
Đây chính là cái cụm đèn hậu của đời 2023, thiết kế kiểu mới, đặc biệt là cái phần đỏ, sáng đỏ ấy, nó đã được làm mới rồi các bạn nhé. Đây này, cái cụm đèn hậu này thiết kế mới và nó bo lấy cái phần góc của xe. Đấy, cản và cái cụm đèn hậu chính là các chi tiết mới trên Mazda CX-5 2023. Đây là tổng thể phần đuôi cho anh em chiêm ngưỡng này. Nhìn lướt qua thì không có cái điểm nào nó đáng chú ý. Tuy nhiên khi mà cái đèn hậu nó sáng lên thì các bạn sẽ thấy nó đẹp hơn so với đời cũ anh em nhé. Quanh đây thì không có chiếc CX-5 đời cũ nào. Đây chính là phần chéo đuôi của một chiếc Mazda CX-5 2023 các bạn này. Đó, và đây chính là cái bộ mâm mới này. Nó hơi tối anh em thông cảm. Tuy nhiên đây là cái bộ mâm thiết kế mới và được trang bị trên Mazda CX-5 2023. Hình bông hoa sơn hai màu, màu đen kết hợp với màu bạc các bạn nhé. Ồ, chiếc này camera ở đây nó gắn ở phía dưới, mình cứ tưởng là không có camera hai bên. Có giải led báo rẽ gắn trên gương này. Đây cái bộ mâm mới trên chiếc Mazda CX-5 này. Ồ, nó vẫn hơi tối anh em ạ. Đây các bạn nhìn này, sơn hai màu. Mình thấy là rất nhiều xe CX-5 đời mới được trang bị cái bộ mâm này, hoặc là một phiên bản premium này thì được rất nhiều người lựa chọn các bạn nhé. Khá đẹp. Đây chỗ này còn có một chiếc Hyundai Elantra mới tinh nữa này các bạn này. Đấy. Đó, quay cho anh em ngắm một chút phần ngoại thất của Mazda CX-5. Chiếc này thì Thaco hiện tại không liên hệ được để quay tại đại lý, bởi vì đa phần là xe chuẩn bị giao cho khách, không có cơ hội để liên hệ cho anh em quay review chi tiết nội ngoại thất của xe. Mình cũng đã liên hệ với Thaco, tuy nhiên thì không có xe, hiện tại thì không có xe demo và cũng không có xe trưng bày các bạn nhé. Khoang lái của New Mazda CX-5 được thiết kế khoa học và thuận tiện theo triết lý phát triển lấy con người làm trung tâm. Bên cạnh đó, các chi tiết nội thất được chế tác theo tinh thần thủ công tỉ mỉ và tinh tế, tạo nên đẳng cấp cho mẫu xe này. Mazda CX-5 2023 tạo ấn tượng với vô lăng bọc da, cảm giác cầm nắm thoải mái, tích hợp tính năng sưởi vô lăng. Màn hình HUD hiển thị các thông tin vận hành trên kính gió, vừa thuận tiện cho người lái quan sát thông tin khi di chuyển, vừa mang đậm tính công nghệ. Màn hình trung tâm giải trí kích thước 8 inch kết nối Apple CarPlay không dây, Android Auto kết hợp với Mazda Connect hiện đại. Mẫu xe mang đến những trải nghiệm đẳng cấp khác biệt và đầy hứng khởi với nhiều trang bị vượt trội trong phân khúc. Hệ thống âm thanh vòm 10 loa bầu cao cấp với hệ thống âm thanh vòm mang đến chất lượng âm thanh sống động, chân thực và đa chiều. Tự điều chỉnh hệ thống âm lượng thích ứng với tốc độ của xe. Ngoài ra mẫu xe này còn gia tăng thêm các tiện nghi như hàng ghế trước với cửa kính hai lớp, cửa kính trước và sau chống tia UV và ánh sáng xanh, nút bấm điều khiển kính cửa một chạm ở tất cả các vị trí, bệ tì tay trung tâm tích hợp cổng kết nối, cửa sổ chơi, gương chiếu hậu ngoài tự động gập tích hợp sấy kính, cốp điện tiện nghi với chức năng đá cốp rảnh tay, gương chiếu hậu trong dạng tràn viền chống chói tự động. Về mặt động cơ, New Mazda CX-5 được áp dụng công nghệ SkyActiv mới nhất của Mazda với mức tiêu hao nhiên liệu thấp, công suất và mô men xoắn cao so với động cơ xăng cùng loại, có khả năng vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu hơn. New Mazda CX-5 sử dụng ghế ngồi mới ứng dụng kết cấu SkyActiv Here Architecture giúp định hình cột sống và vùng xương chậu một cách tự nhiên, tạo sự thoải mái cho người dùng. Với khung gầm mới, hệ thống treo trước và sau trên New Mazda CX-5 có khả năng dập dao động sớm, tạo sự vững chãi cho thân xe khi di chuyển ở tốc độ trung bình và cao. Thân xe được gia cố thêm các khung liên kết, khung trợ lực và các điểm nối hệ thống treo tăng cường độ cứng vững, kết hợp với lốp xe mới có độ bền cao, giúp xe vận hành êm ái và bám đường hơn trên nhiều địa hình khác nhau. Cũng như các giải vận tốc lớn mang lại khả năng cách âm tốt hơn. New Mazda CX-5 được trang bị động cơ SkyActiv G, ứng dụng công nghệ phun xăng trực tiếp với tỷ số nén cao, cùng hộp số tự động 6 cấp được tối ưu kích thước giúp chuyển số nhanh, tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe này được trang bị kiểm soát gia tốc nâng cao G-Vectoring Control Plus, GVC Plus, giúp chủ động tăng cường ổn định thân xe, tạo ra sự nhịp nhàng khi chuyển hướng, giúp người dùng có trải nghiệm lái dễ dàng, thú vị. Hệ thống này còn cho phép người điều khiển chuyển hướng bằng cách tác động vào hệ thống phanh để tăng cường sự ổn định của xe, đặc biệt là khi thoát cua, khôi phục xe về đường chạy thẳng nhanh chóng. Mặt khác, New Mazda CX-5 sở hữu ưu thế khoảng sáng gầm cao lên đến 200mm, mang lại khả năng vượt hình vượt trội, giúp người lái tự tin trên mọi hành trình. Mẫu xe được trang bị hai chế độ lái gồm Normal và Sport. Người lái có thể dễ dàng điều chuyển chế độ Normal để mang lại sự cân bằng, thoải mái khi di chuyển hàng ngày, hay chế độ lái Sport để cảm nhận phản hồi bàn đạp chân ga khi nhập làn và di chuyển trên cao tốc và vượt xe. Sự an tâm của khách hàng về an toàn khi di chuyển chính là ưu tiên hàng đầu trên các sản phẩm của Mazda. Ngoài các tính năng trong hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến và cao cấp, iActive Sense
New Mazda CX-5 còn được tăng cường thêm các tính năng thông minh mới đảm bảo an toàn tối ưu cho khách hàng như cảnh báo người lái nghỉ ngơi, DAA, giúp người lái tăng sự tập trung khi di chuyển, theo dõi thói quen lái xe, mang lại sự yên tâm và an toàn cho khách hàng. Hệ thống sử dụng camera phía trước để quét làn đường, theo dõi hành vi lái xe khi có sự di chuyển không ổn định trong làn đường như dữ liệu xe ghi nhận trước đó, hệ thống sẽ cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh trên màn hình đa thông tin. Hệ thống phanh thông minh SBS hỗ trợ người lái phanh hoặc chủ động phanh khi có nguy cơ va chạm phía trước giống CBS của Honda, đảm bảo an toàn khi di chuyển trên cao tốc. Hệ thống SBS sẽ cảnh báo bằng hình ảnh và âm thanh nếu phát hiện nguy cơ va chạm và vật cản phía trước nhờ radar và tầm hoạt động lên đến 200m. Hệ thống phanh thông minh trong thành phố SCBS giúp người lái dễ dàng di chuyển tốc độ thấp trong khu đô thị đông đúc, chật hẹp và khi đậu xe. Hệ thống kiểm soát hành trình thông minh MRCC hỗ trợ tự động duy trì tốc độ khoảng cách với xe phía trước không đổi theo như cài đặt của người lái và hỗ trợ phanh. Nếu có nguy cơ va chạm khi xe phía trước giảm tốc độ hoặc dừng lại thì hệ thống tự động điều chỉnh tốc độ để phù hợp và di chuyển khi xe phía trước tăng tốc trở lại. Bên cạnh đó, New Mazda CX-5 vẫn được trang bị camera 360 cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo lệch làn đường cùng các trang bị an toàn tiêu chuẩn khác như 6 túi khí, hệ thống ABS, hệ thống EBD, EBA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống kiểm soát lực kéo, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước sau, camera lùi, phanh tay điện tử cộng auto hold. Với hệ thống hỗ trợ an toàn cao cấp, chủ động và thông minh hàng đầu phân khúc, New Mazda CX-5 đáp ứng đa dạng loại hình giao thông đô thị hay là cao tốc, giúp khách hàng an tâm thoải mái trong suốt hành trình di chuyển. New Mazda CX-5 được giới thiệu 3 phiên bản 2.0 Deluxe, 2.0 Luxury và 2.0 Premium. Riêng đối với phiên bản Premium, lần đầu tiên Mazda giới thiệu khách hàng hai gói tùy chọn trang bị hoàn toàn mới gồm Sport và Exclusive, Sport thể thao và mạnh mẽ. Ngoài vẻ đẹp hiện đại và cá tính, gói tùy chọn Sport còn tạo ấn tượng với lưới tản nhiệt viền chrome màu đen, điểm xuyên suốt các điểm nhấn cách điệu màu đỏ, ốp cản trước, ốp gương chiếu hậu, ốp vòm bánh và lườn xe được thiết kế với tông màu đen piano tinh tế và cao cấp. Thân xe nổi bật với bộ mâm đúc hợp kim Gucci style màu đen piano, lấy cảm hứng từ những đường nét cơ bắp đang chuyển động của loài báo khi săn mồi, làm tăng thêm tính thể thao khỏe khoắn cho New Mazda CX-5. Ốp cản sau màu đen piano kết hợp viền mạ chrome màu đen mang đến phong cách thể thao đậm chất SUV, nội thất ấn tượng với ghế da viền chỉ đỏ. Gói Exclusive sang trọng và đẳng cấp là tùy chọn cao cấp. Gói Exclusive mang đến diện mạo sang trọng, lịch lãm và cuốn hút với lưới tản nhiệt viền chrome màu bạc. Các chi tiết được thiết kế cùng màu với thân xe như ốp cản trước, ốp gương chiếu hậu và ốp vào bánh xe. Mặt bên nổi bật với bộ mâm đúc hợp kim kích thước 19 inch, đa chấu hiện đại và sắc sảo. Gói Exclusive còn bao gồm trang bị ghế ngồi màu nâu, chất liệu da Nappa cao cấp. New Mazda CX-5 mang đến cho khách hàng 6 tùy chọn màu sơn ngoại thất, bao gồm 5 màu hiện hữu: trắng, xám, đỏ, xanh, đen và một màu vàng ánh kim mới Platinum Quartz.